spent all my homework. I have ever been to England. Thứ hai mà cô muốn giới thiệu cho mọi người trong video ngày hôm nay đó chính là thì hiện tại hoàn thành. Và một trong những cách dùng phổ biến nhất của thì hiện tại hoàn thành đó chính là diễn tả một sự việc đã diễn ra ở quá khứ, vẫn kéo dài ở hiện tại và có khả năng tiếp tục ở tương lai và không có một mốc thời gian xảy ra cụ thể. So for example, I have done all my homework. Cách thứ hai là để diễn tả một kinh nghiệm cho tới thời điểm hiện tại. So for example, I have ever been to England. Và cách dùng cuối cùng của hiện tại hoàn thành là diễn tả một sự việc trong quá khứ nhưng quan trọng tại thời điểm hiện tại. So for example, I can't get into my house, I've lost my keys. Tôi không thể vào nhà được vì tôi đánh mất chìa khóa mất rồi. Và bây giờ các bạn hãy cùng cô đi qua cấu trúc của hiện tại hoàn thành nha. Đối với câu khẳng định, cấu trúc của chúng ta sẽ là chủ ngữ cộng với have hoặc là has cộng với một past participle. Các bạn hãy nhớ, những động từ quy tắc thì chúng ta sẽ thêm đuôi ed vào phía sau của động từ. Vậy còn những động từ bất quy tắc thì như thế nào? Chúng ta hãy nhớ trước khi làm bài tra bản động từ bất quy tắc và cố gắng học thuộc càng nhiều từ càng tốt nhé. So for example, he has done his homework. Còn đối với cấu trúc của phủ định thì như thế nào nào? Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần thêm not vào phía sau have hoặc là has. Vậy cấu trúc của chúng ta sẽ là chủ ngữ cộng have, has cộng với not và đi theo sẽ là một past participle. Trở lại với ví dụ khi nãy, anh ấy đã làm hết bài tập về nhà của anh ấy rồi đúng không nào? He has done all his homework. Vậy nếu anh ấy chưa làm hết bài tập về nhà của anh ấy thì như thế nào nào? That is good. He hasn't done all his homework. Bây giờ chúng ta hãy đi đến công thức cuối cùng của thì hiện tại hoàn thành trong câu nghi vấn. Ở đây các bạn sẽ thêm have hoặc has đứng đầu câu. Đi theo sau đó sẽ là một chủ ngữ và cuối cùng vẫn là một past participle. Vậy câu hỏi, anh ấy đã làm xong bài tập về nhà chưa? Has he done his homework? Nếu trả lời có, chúng ta sẽ trả lời là yes, he has. Còn no sẽ là no, he hasn't. Ngoài những cách dùng nêu trên, khi gặp những cụm từ hoặc là kèm từ sau đây, các bạn hãy nhớ chia động từ theo thì hiện tại hoàn thành nha. Đầu tiên sẽ là since cộng mốc thời gian, có nghĩa là kể từ. Ví dụ như là since 1982, kể từ năm 1982. Hoặc là for cộng một khoảng thời gian, có nghĩa là trong vòng. So for example, for 2 years, có nghĩa là trong khoảng 3 năm. Hoặc là for 8 minutes, trong vòng 8 phút. Và chúng ta hoàn toàn có thể bắt gặp một số từ sau đây trong hiện tại hoàn thành. Đầu tiên sẽ là recently, lately, gần đây, yet, chưa, just, vừa mới, already, đã, so far, cho đến tận bây giờ. Vậy là chúng ta vừa đi qua cách dùng, cấu trúc và dấu hiệu nhận biết của hai từ phổ biến nhất trong tiếng Anh, hiện tại đơn và hiện tại hoàn thành đúng không nào? Nếu các bạn thấy video này hay và hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, share và để lại comment phía dưới về cảm nhận nội dung bài học. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe cũng như nhấn chuông để trở thành một trong những người đầu tiên nhận được video mới nhất từ Wise English. Còn bây giờ thì goodbye and see you next time!